FBI 1740 HPE có bộ xạ là DP503R-2B. Buồng tắm này là buồng tắm gang trắng men nha các bạn. Ở ngoài là một cái lớp men. Buồng tắm nó rất là nặng và rất là cứng vì nó là một chất liệu men. Ngoài là nó cảm giác giống như y như trên buồng cầu lavabo vậy. Buồng tắm này thì có hai cái thanh bình bên. Vị trí này thì nó có cái em chống làm cho chống trơn trượt này, không bị té nữa. Dưới đây là bộ xà. Cạnh bên đóng mở lavabo ha. Cái buồng tắm. Bộ tắm này thì quý khách cần mua sản phẩm này để liên hệ chúng tôi. Nhưng bộ tắm này khả năng thường khi có hàng sẵn, quý khách cần vui lòng đặt hàng trước cũng như là báo chúng tôi, báo tình trạng có hàng nhé.